Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 2 USDT đến từ Everylab. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Mã captcha cho mình. Sau đó chọn Continue và join vào group Telegram. Quay trở lại này. Follow Twitter, retweet bài đăng. Rồi, mọi người sẽ chọn theo dõi. Ở đây mọi người sẽ like và retweet lại cái bài đăng này. Chọn tweet lại. Sau đó quay trở lại bot cho mình. Rồi tiếp vào Discord. Rồi, mọi người sẽ join vào Discord này. Ở đây mọi người đánh vào những cái dấu tích này cho mình. Trên này cũng vậy nhé. Ok, quay trở lại. Giao tiếp vào kênh quảng cáo của nó và sau đó retweet lại bài đăng ở trong kênh nhé. Mọi người bấm vào retweet luôn. Rồi, ai chưa join thì có thể bấm vào đây để join vào kênh của nó đây. Và đây thì mọi người sẽ tìm đến bài đăng của nó. Bấm chọn like và retweet. Sau đó quay trở lại bot. Chọn submit này. Rồi, chọn donate này. Nhập profiling của Twitter. Sau đó chọn đôn này. Chọn yes này. Và mọi người sẽ nhập địa chỉ ví mạng KFC nhé. Rồi, lấy cho mình đi. Và quay trở lại này. Rồi, sau đó chọn Static. Dự án này thì nó sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 3 nhé. Phần thưởng nó sẽ được phân phối trong vòng 10 ngày làm việc sau khi nó kết thúc cái airdrop này. Ok mọi người, như vậy là mình đã dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người.